Đưa tao. Không. Đưa đi. Dạ vâng, em cảm ơn. May mắn quá hôm nay được gặp anh. Xin lỗi. Cái hợp đồng hôm trước tôi đưa cho cậu làm chưa? Rồi. Cứ để bàn tôi nhá. Rồi chiều nay tôi gặp. Bắt lấy nó. Cướp. Bắt được mày rồi còn ăn cắp. Không biết ai mới ăn cắp đâu. Thôi, tao không nói nhiều với mày nữa. Đưa tao. Không. Đưa đi. Này cô, đã ăn cướp mà còn không biết điều. Này, anh không biết gì đừng có xen vào chuyện của tôi. Tôi biết đấy. Anh biết cái gì? Cô là người ăn cắp. Đúng. Anh có bằng chứng gì mà bảo tôi ăn cắp? Được. Nếu thế cùng lên công an xem ai mới là ăn cắp. Được. Lên thì lên, tôi sợ gì cô. Đúng. Vậy chúng ta đi. Tôi đau quá. Anh đưa cô ta lên công an hộ tôi. Tôi sẽ lên sau. Làm phiền anh. Tí cậu lên ngay nhá. Đi. Cậu ta. Đi. Nhanh. Bỏ ra. Tại anh mà tôi làm mất dấu hắn rồi đấy. Cô còn nói có thành không? Bôi trắng thành đen à? Anh ấy nhất định sẽ đến. Hắn đến rồi kìa. Đâu? Cô. Giời, đúng là phường cướp. Kìa, cẩn thận. Mù. Nó mù. Chắc. Được bao nhiêu? 276.000 tài. Sao này nó nghèo thế nhở? Toàn sinh viên lấy đâu ra tiền. Này. Đây. Mà mày có chắc là nó mù không đấy? Chắc, tao kiểm tra rồi, nó mù thật mà. Cô ơi. Cô có sao không ạ? Tôi không sao đâu, cảm ơn anh. Đường đi còn khó, cô gánh rau sao được? Không sao đâu, tôi quen rồi. Chỗ rau này, cô cứ bán hết cho tôi. Anh mua làm gì mà nhiều thế ạ? Nhà tôi đông người. Nhưng mà đông người thì cũng làm sao mà ăn hết được chỗ này. Thì nhà tôi có cỗ. Cô cứ bán hết cho tôi, rồi về nghỉ đi. Vâng ạ, thế thì tôi cảm ơn anh. Đây, tôi gửi tiền. Cô cầm đấy. Ôi anh ơi, sao anh đưa tôi nhiều thế ạ? Chỗ này hết có 100.000 thôi ạ. Cô cứ cầm lấy. Thôi, nhưng mà... Khổ quá cơ. Tôi đã bảo cầm thì cô cứ cầm lấy. Cảm ơn anh ạ. Không muốn sống anh. Không muốn sống nữa. Đừng mà anh. Mày kệ anh. Anh không muốn sống nữa em ạ. Là cậu à? Người hôm qua bị mất ba lô à? Vâng, là tôi. Anh đứng dậy đi. Buông tôi ra. Tôi không muốn sống nữa. Bỏ ra. Tôi không muốn sống nữa. Tôi muốn chết. Sao phải chết? Anh tôi bị mù từ nhỏ. Đã thế, tôi bị tai nạn đến mức què quặt. Tôi đi xét nghiệm cũng thêm bệnh ung thư. Bác sĩ nói bệnh này chữa mất nhiều tiền lắm. Mà anh em tôi thì lấy đâu ra tiền? Tiền ăn còn chả có. Thả anh chết chứ còn hơn. Đừng mà anh. Còn em ở đây, chúng mình phải sống chứ. Nếu mà anh chết, em thả chết theo anh còn hơn. Không, mày phải sống. Anh không muốn làm gánh nặng cho mày nữa. Chạy xe ôm thì được mấy đồng hả em? Anh còn nhiều cách mà. Cách gì? Anh không muốn chịu đau đớn thế này nữa. Anh muốn chết. Nhiều cách mà. Anh muốn chết. Anh không muốn làm gánh nặng cho mày nữa. Buông anh ra. Ơ kìa, dừng lại. Anh dừng lại đi. Anh ơi. Sao hai người dại dột thế? Cuộc đời còn dài, dại gì mà chết. Ở đây tôi không có nhiều, nhưng mà tôi có bao nhiêu thì tôi giúp đỡ người được bấy nhiêu. Này, cậu cầm lấy. Không, lo cho anh cậu. Cảm ơn anh. Đây là danh thiếp của tôi. Cầm lấy. Dạ vâng, em cảm ơn. May mắn quá hôm nay được gặp anh. Tôi xin lỗi, Xin lỗi cho anh ạ. Con kia! Đứng lại! Mấy người kia! Đứng lại! Này, con khốn! Mày giả mù à? Mày ở đâu đến đây mà dám giở trò với bọn tao hả? Thì tôi cũng chỉ học mánh khóe của hai người thôi mà. Có điều là tôi lại chưa được thành thạo như mấy người. Giả què, giả mù, xong rồi còn giả ung thư nữa chứ. À, hóa ra các người là một lũ lừa đảo à? Ấy, để anh chửi tôi một lần ấy thì là lỗi của anh. Nhưng mà anh chửi tôi lần nữa thì chắc là lỗi của tôi rồi. Cô nói thế là sao? Anh có nhận ra tôi không? À, hóa ra là cô gái hôm qua à? Là con ăn cắp hôm qua. Này, tôi đây ấy, chỉ ăn cắp của những thằng đều để sắp xếp lại trật tự xã hội thôi. Còn không bao giờ ăn cắp của những người vô tội, biết chưa? Có phải điện thoại của anh không? Đúng rồi, sao cô lại có điện thoại của tôi? Điều này thì anh phải hỏi màn kịch của hai kẻ giả mù giả điếc này này. À, hóa ra cô ta lừa anh đấy. Tôi biết ngay mà. Tôi biết kiểu gì các anh cũng bảo tôi đi lừa đảo. Nhưng mà hôm nay tôi đã quay lại được tất cả rồi. Con khốn! Dừng lại! Có tôi ở đây, các người làm gì được cô ấy? Này, mày làm sao? Anh dừng lại ngay. Tôi báo công an này. Alo, 113 à? Tôi xin báo án. Tôi bắt được hai tên trộm. Các anh đến ngay nhá. Đứng lại! Vâng. Ê! Cô đuổi theo hắn ta làm gì? Nhưng mà... Yên tâm đi, tôi báo án rồi. Có mà chạy đằng trời. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt. Mà cô có chứng cứ cơ mà, lo gì. Trả tiền cho anh này. Với cả chuyện ngày hôm qua là vì tôi thấy chúng nó cướp túi của người ta, nên tôi chỉ lấy lại để trả lại cho người ta thôi. Thôi tôi đi đây. Khoan đã. Sao? Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã hiểu nhầm cô. cái chỗ tiền đấy không là cái gì so với những năm tháng thanh xuân mà tôi dành cho mẹ con bà đâu. Biết chưa hả? Bà ơi, bà cầm lấy một ít tiền này mua cái gì ăn cho đỡ đói nhá. Cảm ơn cô. Đây. Em yêu. Cái gì đấy? Em yêu nào? Ai là em yêu của mày? Thượng điên. Tại sao con lại đối xử với mẹ như vậy? Con bỏ tay ra. Đừng có mà động cái bàn tay bẩn thỉu của bà và người tôi. Nghề chết thì được. Trước đây dù thế nào mẹ cũng ở bên để bênh vực con. Tại sao con lại tàn nhẫn với mẹ? Con trai mẹ vừa mới mất và con đã chiếm hết tài sản, rồi đuổi ba mẹ chồng mù loà đấy ra khỏi nhà. Sao con độc ác như thế hả con? Này, có trách ý thì trách số bà hẩm hiu thôi nhá. Đến thằng con đẻ của bà cũng bỏ bà mà đi. Tôi cũng không phải có trách nhiệm với cả bà, biết chưa? Nhưng đâu đến mức mà con đuổi mẹ chồng mù loà ra khỏi nhà để con chiếm hết tài sản. Đấy là tất cả những gì mẹ dành dụm được bấy lâu nay, cũng là những gì mà con trai mẹ đã kiếm ra được. Cái chỗ tiền đấy không là cái gì so với những năm tháng thanh xuân mà tôi dành cho mẹ con bà đâu. Biết chưa hả? Ủa, ui, em xin lỗi chị ạ, em xin lỗi. Không có mắt à? Khốn khổ với thân tôi. Ông trời ơi, sao lại đối xử với tôi như thế này? Bà ơi, bà có sao không ạ? Tôi mất hết tiền rồi. Mất hết rồi cô ơi. Có chuyện gì thế hả bà? Mà cô gái vừa nãy là ai mà ghê gớm thế ạ? Nó là con dâu tôi. Con trai tôi vừa mới qua đời. Nó đã đuổi mẹ chồng mù loà để ra được, rồi chiếm hết tiền bạc của cải của gia đình tôi. Sao cái số tôi nó khổ này hả cô? Bà ơi, thôi bà đừng buồn nữa. Cháu tin là ông trời có mắt, nhất định sẽ trừng phạt cô ta. Con trai tôi còn sống, nó không khai bố mình. Giờ thì chắc chúng nó đang sung sướng trên tiền bạc mà con trai tôi mấy lâu nay gây dựng. Bà ơi, bà cầm lấy một ít tiền này mua cái gì ăn cho đỡ đói nhá. Cảm ơn cô. Người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt mà tốt như thế này. Chà bù. Thôi, bà giữ gìn sức khỏe nhá, cháu phải đi đây ạ. Cảm ơn cô. Ôi trời ơi, đến tiền của người già mù mà cũng cướp hay sao? Khốn. À xa, bà già này mà kiếm được nhiều tiền phết nhở? Bắt được chú em rồi nhá. Mà chị làm gì đấy? Sao lại lấy tiền của bà lão mù vậy nhá? Thế ý chị là tôi phải trả lại tiền đấy cho bà lão đấy à? Sao mà chú em cứ phải xoắn hết cả lên đấy nhở? Chị không những không bắt chú em trả lại tiền mà còn định rủ chú em làm ăn chung nữa cơ. Làm ăn chung? Đúng. Chứ dăm ba cái trò lấy tiền của mấy bà lão ăn xin thì bao giờ mới giàu được. Chú cứ theo chị, chỉ cần một lần thôi là đổi đời luôn. Nghe giọng bà chị có vẻ cũng là dân. Đúng. Chị là chuyên nghiệp rồi, chứ không phải nghiệp dư như chú em đâu. Sao? Có theo chị không? Một lần thôi là phất lên luôn. Thật á? Thật chứ đùa. Như nào đây? Còn nếu như mà chú quyết định là không theo chị ấy, coi như chị chưa nói gì vậy. Ê, bà chị bình tĩnh đã, để cho thằng em thời gian suy nghĩ. Nghĩ ngợi gì, quyết nhanh lên. Tại vì cơ hội ấy, nó chỉ đến một lần thôi đấy. Được rồi, thằng em này sẽ nguyện đi theo chị đến chân trời góc bể. Không cần đâu, chỉ cần đúng một phi vụ này thôi, thế là đủ rồi. Ok. Thời gian, địa điểm, đối tượng là ai? Theo chị. Nó vẫn đang ở trong nhà đấy. Im để tao nghe xem nó nói gì. Ôi, chị đỉnh nghe. Đã có máy nghe trộm, lại còn có là định vị. Chuyện mày muốn làm chuyện đại sự ấy thì mày phải biết đầu tư, hiểu chưa? Thôi im thì tao nghe xem nó nói gì nào. Nó chuẩn bị công tác rồi đấy. Bây giờ tao mày vào, có cái gì khoáng hết luôn. Nó có giàu không chị? Lại chả siêu giàu luôn ấy. Tối nay nhá, mày vào đấy mày thích gì mày bốc hết đó chị. Em bắt đầu cảm thấy hào hứng rồi đấy. Lần đầu tiên em làm phi vụ lớn như này. Nhưng mà trước đấy, tao cần mày làm cho tao một việc. Việc gì? Em yêu. Cái gì đấy? Em yêu nào? Ai là em yêu của mày? Thượng điên. Em giận gì anh à? Giận cái gì mà giận? Bỏ. Bỏ ra. Không phải em yêu thật. Anh xin lỗi em nha. Thượng điên. Alo, em đây. Xe anh tới chưa? Vâng, em đang tới liền nhá. Mày ở ngoài cánh chừng cửa, tao vào phòng ngủ đây. Thấy ai thì phải gọi cho tao luôn đấy. Sao chị bảo nó không có nhà? Thì phải phòng cho chắc chứ. Nhỡ nó quên cái gì nó về lấy sao? Ở đây nhá. Chị ơi! Ê, tao bảo mày trông ngoài kia sao mày vào đây? Có đồng tiền nào đâu. Bọn này nó giấu tiền kỹ quá. Tao chỉ lấy được một ít thôi. Ui! Tiền! Thế này mà chị bảo ít à? Cho mày đấy. Thật á? Ừ. À! Tao đau bụng quá. Chị sao đây? Này, tao phải đi vệ sinh tí đây. Mày tìm thêm xem trong phòng này có tiền không nhá. Ok, chị cứ đi đi. Sao? Em yêu của anh thấy quán ăn đây thế nào? Tất nhiên là ngon rồi. À, mai chúng mình đi ăn hải sản đi. Chỉ cần em thích, anh chiều hết. Ăn no rồi thì giờ làm gì cho tiêu cơm thì nhỉ? Nỗ mà. Mày là thằng nào? Hả? Mày là thằng nào? Tôi em không biết. À, sao lại? Em uống rượu say quá chắc vào nhầm nhà. Say phải vào được nhà người khác. Sao là vào phòng của cô? Em không biết. Em đi cùng với anh mà. Anh. Cô em đấy à? Mày điên nào? Tôi như thế nào cô rõ nhá. dám cắm sừng tôi thì liệu cái thần hồn đấy, nhớ chưa? Em không dám đâu, em thề đấy, em không biết. Thế này thế nào? À. Em không biết. Em thề. Thế nào? Em không. Dành con. Ui anh, tao chưa xong việc với mày. Anh ơi, cho em giải thích. Mày giải thích. Thế tao sẽ xử hai bọn mày nữa. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, em xin lỗi anh. À, anh ơi, anh ơi ra cho em. Anh ơi, à. Lạy các cô các cậu, cho tôi xin vài đồng. Bà ơi, cô ơi, cô cho tôi xin vài đồng đi cô. Đây là... Bà ơi, đây là tiền, vàng và giấy tờ của con trai bà đấy. Cô... Bà này, cháu biết là giờ mắt bà không nhìn thấy gì nữa, nên là cháu đã liên hệ luật sư cho bà rồi. Bà chỉ cần tới gặp họ thôi, rồi họ sẽ hướng dẫn cho bà nên làm gì với số tiền và giấy tờ này. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Con trai ơi, thế là mẹ lấy được hết những gì đang lý thuộc với con rồi. Con ơi. Bà này, bà cũng già cả rồi. Cháu đã liên hệ với bên viện dưỡng lão rồi. Bà bảo đấy vừa có người chăm sóc, lại có người bầu bạn sớm hôm nữa. Tôi đội ơn cô nhiều lắm. Tôi không biết lấy gì để trả ơn cô nữa. Số tiền này tôi già rồi, tôi không cần đấy. Cô cầm hết đi. Bà ơi, bà đừng làm thế. Cái gì thuộc về bà ấy sẽ mãi là của bà. Còn cháu chỉ là người giúp bà đòi lại những gì thuộc về mình thôi. Thôi, bây giờ cháu đưa bà đến gặp luật sư rồi đến viện dưỡng lão nhá. Cảm ơn cô. Bạn thấy gì chưa? Tìm việc quản lý tốt, nhớ vào tìm việc.com.vn.